Toàn phân nhầm lời nhưng chẳng chi hơi, quyết lòng mở đạo đi đời, nhằm vượng lòng giá ngài dời trường sang, thuyến pháp độ căn hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nêm vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ơn phổ cẩm, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tinh rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khâm chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nắc mô Bích Tha Giá, Nắc mô Thầm Mà Giá, Nắc mô Sằng Khai Giá. Và Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Tính có thể đăng đàn để thuyết giảng cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Bạch sư, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Sa thú lần hai. À, cáo lỗi quý vị nha, chúng tôi vào trễ tí xíu, vào trễ hết 15 phút ha. Để giảng bù lại 15 phút nha. À, con xin thành kính lễ đến thượng tọa Thanh Tâm. À, kính chào đại chúng ở trong trung. Dạ. À, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học tiếp theo cái phần bất tri với đạo đế. Dạ, quý vị nghe rõ được âm thanh của chúng tôi ha. Tại vì ở chỗ của chúng tôi nóng quá, cây quạt nó kêu. Rồi ở phía sau thì bồ câu không biết ở đâu, nó lỡ nó làm tổ ở trong cái phòng của chúng tôi chứ. Dạ, ra nó rất là khó chịu. Dạ. À, bây giờ thì trước khi đi vào cái thời pháp ngày hôm nay thì chúng tôi xin được làm lễ tâm lão một cách tốt nhất. Arahang samma sambuddho bhagava bhutang bhagavantang abhivadayami sokhato bhagavata dhammo dhammang namami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami lô cát sắc na thần quá đấm bút tam ma hằng bút thần chắc thầm mạnh chắc bát na ma mi sanh khăn. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ của các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an. Nam mô Bố Thà Giá. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về bất tri trong đạo đế. Khi mà nói về cái cụm từ mà bất tri trong đạo đế, có nghĩa là mình không biết cái con đường, và mình không biết cái con đường để mà đi, hoặc là không biết cái con đường mà dẫn đến cái sự thoát khổ. Thì có nhiều người, người ta cũng ngạc nhiên, hoặc là có nhiều người, người ta cũng không chịu. Tại vì người ta nói rằng người ta vẫn còn có cái sự nỗ lực. Thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng tất cả chúng sanh ở trong đời ai cũng ghét cái sự đau khổ và thích cái sự hạnh phúc. Chính vì thế mà mọi người, người ta đều có để mà người ta tìm, người ta tìm đến cái sự hạnh phúc. Nhưng mà mỗi người có một cái nỗ lực riêng, mỗi người có một cái nỗ lực riêng quý vị. Thì trong cái sự nỗ lực đó, có người thì người ta nỗ lực đúng, và có người ta nỗ lực sai. Có nghĩa là ở trong cái cuộc đời này mình có người thì người ta tìm theo
những đường lối tu hành ở bất cứ một cái thời điểm nào. Ví dụ như có những người ta nghĩ rằng là trẻ thì mình lo mình làm ăn, rồi đợi trung niên mình tìm cái đường hướng nào mình đó mình tu tập. Rồi có người thì người ta chờ đến cái lúc mà người ta già, người ta mới tìm đến cái con đường tu tập. Người ta nghĩ rằng là đối với cái con đường tu là chỉ trừ khi nào mà mình già rồi mình mới tu. Nhưng mà thật sự ra đó thì khi mà đối với ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, hoặc là đối với cái sự khổ đó, thì lúc nào mà chúng ta cảm thấy là chúng ta khổ là chúng ta tu tập, hoặc là lúc nào mà chúng ta có thời gian thì lúc đó chúng ta tu tập thôi, chứ chúng ta không có chờ đợi đến một cái độ tuổi nào đó. Vậy thì bất kỳ ở trong đạo đế đó, có nghĩa là mình không biết về cái con đường bát chánh đạo. Khi mà nói về bát chánh đạo đó thì ai người ta cũng biết là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, ai người ta cũng biết gì hết. Nhưng mà cái cách tu thì như thế nào? Cái cách mà mình cách tu có nghĩa là cái cách mình hành trì, hoặc là mình đi ở trên cái con đường đó mà sẽ được mà đi như thế nào. Cũng như cái tuần trước mà chúng tôi nói về ở trong cái con đường bát chánh đạo đầu nó có được chánh ngữ. Tại vì ở đây chúng tôi phân chia ra thành ba nhóm, nhóm về giới, nhóm về định, nhóm về tuệ. Thành ra ở trong cái nhóm về giới đó là có chánh ngữ. Vậy thì ở trong đời sống đó, lúc nào đó, mà chúng ta tu tập theo chánh ngữ, khi nào mà chúng ta phát nguyện chúng ta giữ gìn khẩu không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời hai lưỡi, không nói lời phù phiếm, thì lúc đó là chúng ta đi theo cái con đường là chúng ta đang tu tập về chánh ngữ. Vậy thì hỏi khi nào mà chúng ta không có bị bất kỳ ở trong chánh ngữ, khi nào mà mình không có bị bất kỳ ở trong chánh ngữ, thì các ngài trưởng lão, các ngài dạy rằng khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta tu tập mà đạt đến tạm thời giải thoát, mình đạt đến tạm thời giải thoát, thì lúc đó là chúng ta trong những sát na đó, những cái sát na mà tạm thời giải thoát đó, chúng ta tu tập, chúng ta mới ngăn ngừa được là những cái tà ngữ, thì lúc đó là chúng ta mới đang đi ở trên cái con đường chánh đạo. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta tu tập, chúng ta an trú tâm chúng ta ở trong thiền, thì lúc đó là mình là tạm thời giải thoát. Mà hãy mà mình tạm thời giải thoát mà mình đặt câu hỏi lại, mình tạm thời giải thoát cái gì? Mình tạm thời giải thoát cái tà ngữ. Có nghĩa là lúc đó quý vị lo, quý vị hành thiền rồi, trong những cái giây phút đó, những cái sát na đó, quý vị lo, quý vị hành thiền, thành ra có đâu mà mình khởi lên cái lời nói dối, lời nói độc ác, nói chia rẽ, lời nói nhảm nhí đó. Thì trong cái lúc đó là chúng ta tu tập mà chúng ta ngăn ngừa được những cái lời nói đó, là coi như là chúng ta đang đi ở trên cái con đường giải thoát, hoặc là chúng ta đang liễu tri được đạo đế mà ở trong cái phần mà gọi là chánh ngữ. Vậy thì ngày hôm nay tiếp tục là chúng ta học về chánh nghiệp. Chánh nghiệp ở đây có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta tránh ra được ba cái thân hành ác, ba cái thân hành ác tạo thành cái chánh nghiệp. Chúng ta tránh được
trộm cắp, tà dâm. À, chúng ta tránh được ba cái thân hành ác này. Có người người ta hỏi rằng ở trong đời sống tôi, chúng tôi làm đi làm bình thường, chúng tôi đâu có làm gì mà nó vi phạm đến sát sanh, đâu có làm gì mà vi phạm đến trộm cắp, tôi còn cho người ta nữa, chứ tôi có trộm cắp hồi nào, hoặc là tôi đâu có tà dâm đâu mà nói về những cái điều này. Thì thật sự ra đó, ở trong kinh Đức Phật có câu Phật ngôn chê tá na hăng viết cái quê căm quá đa mí, có nghĩa là cái sự kiên giữ, cái sự cố ý để mà giữ gìn đó thì lúc đó mới gọi là cái nghiệp, lúc đó mới được gọi là nghiệp, quý vị. Có nghĩa là ở trong đời sống của chúng ta hàng ngày chúng ta có cái sự mà cố ý mình gìn giữ những cái điều học đó, thì coi như vậy là mới gọi là mình có cái sự kiên tránh. Có nghĩa là mình ở trong tâm mình luôn luôn mình có những cái ý niệm đó, những cái tâm niệm đó, những cái sự cố ý mà mình gìn giữ cái giới đó, thì mới gọi là mình tu về chánh nghiệp. Mà hơn nữa đó, thì các ngài mới dạy là nếu mà mình tu tập đối với cái chánh nghiệp này đó, mình giữ giới nó tốt nhất là bằng cái cách là mình hành thiền. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình lo mình an trú ở trong thiền tập ở trong cái đời sống mình tu thiền ấy, thì coi như là những cái ác ý nó không có trở lên. Những cái ý niệm mà mình muốn sát sanh rồi này kia nó không có khởi lên, thì lúc đó là chúng ta mới gọi là chúng ta đang tu tập về cái chánh nghiệp. Ví dụ như khi mà chúng ta tu mà nó thừng rồi, những người mà người ta tu mà nó thừng rồi, quý vị thấy rằng chẳng những con mũi nó đang chích mình, nhưng mà mình chỉ có cái ý là mình lấy tay mình xua đuổi nó thôi, chứ mình không có giết. Thật ra đó, có người người ta nói rằng đối với những cái con côn trùng muối mồng này kia đó, nó là những cái con côn trùng mà nó hạ đẳng, nó thấp kém, thành ra mình có giết nó mình cũng không có mang cái nghiệp nhiều. Thật sự ra đó, quý vị thấy rằng là mình giết như vậy á, mỗi ngày nó bao nhiêu rồi nó cộng lại nhiều ngày nữa, thì thành ra quý vị thấy rằng ở trường thiền á, người ta kỹ đến nỗi mà người ta làm cái vợt, vợt mà ở trong đó có cái lưới mùng, người ta dớt những cái con mũi nó ra thôi, chứ người ta không có giết đó. Thì trước tiên á, là mình tu tập mà mình giữ giới á, là tại sao quý vị? Tại vì mình nhìn thấy được một người người ta hiểu được cái nhân quả nghiệp báo, có nghĩa là người ta có cái niềm tin ở nhân quả nghiệp báo, thành ra lúc đó người ta mới tu tập, người ta giữ giới. Vậy thì ở trong cái phần mà bất kỳ về đạo đế đó, là chúng ta có cái trước tiên là chúng ta học về cái nhóm giới, là có nghĩa là cái cách mà mình đi ở trên cái con đường là chánh hướng. Rồi kế tiếp mình đi trên cái con đường chánh nghiệp, chánh nghiệp là mình tránh ra, mình tránh ba cái ác hành của thân, có nghĩa là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Còn nói về chánh đạo, còn nói về chánh mạng ở đây có chúng ta rất là dễ bị nhầm lẫn. Bây giờ chánh ngữ là lời nói chân thật, có nghĩa là không có nói dối, không có nói những lời đâm thọc, không nói những lời hai lưỡi. Rồi nói là thật, không có nói lời chia rẽ, không có nói lời độc ác, không có nói lời nhảm nhí. Còn chánh nghiệp là không có sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Vậy thì chánh mạng là sao?
là nuôi mạng một cách chân chánh, nuôi mạng một cách chân chánh. Cái điều này nó khó nha quý vị, là nó khó nha quý vị. Tại vì á, là quý vị thấy rằng á, có những cái trường hợp, có những cái trường hợp quý vị có chánh ngữ, có chánh nghiệp mà chúng ta không có chánh mạng. À, quý vị thấy có cái trường hợp đó không? Có nghĩa là mình có chánh ngữ, có chánh nghiệp nhưng mà không có chánh mạng. Đó, cái chánh mạng nó cũng rất là quan trọng. Có nghĩa là có những người, ví dụ như chúng ta đi làm ở công sở, à, chúng ta đi làm ở công sở đi, thì à, mình đâu có vi phạm. Ví dụ như mình ráng mình giữ gìn được à, cái khẩu nghiệp của mình, mình ráng mình giữ gìn được cái nghề nghiệp, cái chánh nghiệp của mình. Mình làm ở công sở là chánh nghiệp rồi, nhưng mà mình có chánh mạng không? Chưa chắc. Ví dụ như lâu lâu quý vị đến một cái dịp lễ gì đó, một cái sinh nhật gì đó, mình ra ngoài một cái nhà hàng mình ăn, mình bạn bè mình, người ta đặt những cái món ăn cho mình bằng những cái thức ăn mà nó tươi sống vân vân ở đó, thì khi mà mình ăn những cái thức ăn nó vô á, là lúc đó mình không có chánh mạng. Có nghĩa là khi mà mình có những, mình giữ gìn được cái lời nói, mình giữ gìn được khẩu nghiệp, mình giữ gìn được thân nghiệp, nhưng mà khi mà mình nuôi mạng nó không có chân chánh. Có nghĩa là nó vi phạm vào cái sự sát sanh ấy, nó vi phạm vào cái sự sát sanh. Ví dụ như bây giờ mình nói một cách nó vạch đẹp, nó dễ hiểu. Mình nếu mà mình không biết á, thì mình không biết á, thì mình không có tội. Có nghĩa là mình không có cố ý, không phải là mình gán mình không biết quý vị. Có nghĩa là mình không có cố ý quý vị. Thì như vậy á, thì mình không có tội. Nhưng mà ở đây á, chúng tôi nói rằng là đối với đời sống của con người mình á, nếu mà mình không biết cái cách tu tập, là mình rất là dễ bị vướng vào cái chánh mạng, là mình vướng vào cái tà mạng. Tại vì á, ở các vị trưởng lão ở trong kinh định nghĩa, thể mà mình mà nuôi mạng á, mà nó vướng vào cái lời nói dối, là cái lời nói ly gián, cái lời nói ác, cái lời nói phù phiếm, hoặc là sát trộm cắp, là tà dâm. Thể mà mình nuôi mạng mà nó, cái gì mà nó vướng vào những cái điều đó, đó là mình bị tà mạng là mình bị tà mạng Thành ra chính cái chỗ này á, chính cái chỗ này á, mình rất là khó thoát. Quý vị thấy rằng á, bây giờ những người người ta viết báo không? Người ta viết báo không? Đó, người ta, quý vị thấy rằng có những cái tin tức ở Việt Nam, có ở những cái tin tức ở Việt Nam, người ta viết lên rồi người ta gỡ xuống, người ta viết lên người ta gỡ xuống. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái lời nói đó, đó nhiều cái, những cái viết đó, đó thì có khi nó không đúng sự thật. Thành ra đó, nhưng mà tại sao người ta viết quý vị? Tại vì á, là người ta nhận cái tiền những bút đó rồi, người ta nhận cái tiền đó bằng cái cách gì đó, bằng cái sự thỏa thuận gì đó. Hoặc là quý vị thấy rằng á, những người mà người ta đóng, người ta viết những cái chuyện hài kịch đồ này kia đó, thì nó rơi vào cái gì quý vị? Giờ chúng thấy như mình giỏi đi, mình ngồi ở nhà, đúng rồi, phù phiếm đó. Thành ra quý vị biết rằng phù phiếm đó mình viết, mình nói viết những cái lời phù phiếm đó, rồi sao mình lấy cái tiền những bút, rồi mình ra chợ mình mua thức ăn, mình về mình ăn, nó cũng dướng vô chánh mạng. Có nghĩa là cái buổi ăn đó, cái sự nuôi mạng đó, nó không có chân chánh. Thành ra đó, cái tính mạng này á, nó dễ vướng lắm quý vị, nó dễ vướng vào ở trong chánh mạng lắm đó. Một người mà người ta làm nghề nghiệp chân chánh đi đó, thì khi mà người ta
người ta cảm thấy cha người ở trong gia đình mình ai bệnh ai yếu đó, người ta mua một cái con vật gì đó về người ta giết để mà người ta ăn. Đó thì quý vị thấy rằng là mình có chánh ngữ, có chánh nghiệp, nhưng mà đến chừng lúc đó mình không có chánh mạng. Đó, thành ra quý vị thấy rằng là nó rất là dễ mà vướng vào. Và hơn nữa đó, quý vị thấy rằng đó, ông bà của chúng ta đó, cha mẹ của chúng ta đó, bị vướng vào rất là nhiều do cái sự mà thương con, phải nuôi con mình bằng cách này bằng cách kia, nó đủ thứ hết. Chỉ có mình là may mắn, là mình may mắn là mình được học và mình tìm hiểu, mình biết đến những cái điều này, thành ra đó mình còn có, cũng như là có cơ hội để mà mình thoát ra được cái gì. Ở đây chúng tôi nói lên cái điều này á, là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là quý vị mà khi mà quý vị học Phật Pháp á, là chúng ta học Phật Pháp á, thì chúng ta tránh được những cái điều tội lỗi nó rất là nhiều. Nó cũng giống như là bây giờ chúng ta thấy một cái cục than lửa nó đang dính ở trên cái chiếc áo của chúng ta. Nếu mà chúng ta không khéo đó, thì chúng ta lấy 5 ngón tay của chúng ta, có nghĩa là chúng ta lấy một cái bàn tay của chúng ta đó, chúng ta chụp, chúng ta dục, chúng ta quăng. Đó. Nhưng mà đối với người mà khéo léo thì người ta có phỏng, thì người ta chỉ phỏng một ngón tay hoặc là hai ngón tay, người ta phủi xuống, hoặc là cần lắm là người ta lấy dùng hai ngón tay của người ta phủi đi, cho nó rớt đi. Thì ở đây cái hình ảnh đó được thí dụ quá là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta biết về những cái giới học, chúng ta biết về những cái điều học, thì chúng ta có làm cái gì đó chúng ta cũng e dè, cũng sợ sợ tí xíu. Khi mà chúng ta biết đạo rồi đó, chúng ta có tu học, chúng ta có biết đạo rồi đó, thì cái lời nói của chúng ta đó nó cũng e dè tí xíu. Hoặc là cái hành động gì của chúng ta, chúng ta làm nó cũng có như là có cái sự là mình sợ tội lỗi, mình sợ tội lỗi. Còn nếu mà mình không có học về Phật Pháp á, cái gì mà mình cũng mạnh dạn, cái gì mình ôi tôi không có cần tu gì hết đó, tôi ở nhà tôi làm lành lắm dữ là được rồi, tôi không có cần tu, mình mạnh dạn mình tuyên bố. Còn đối với những người mà khi mà chúng ta mà có học ở trong Phật Pháp rồi đó, mình không có mạnh dạn mình tuyên bố những cái đó, mình có tuyên bố như vậy đó thì nó cũng không có được cái gì, nó không có được hết, được cái gì hết. Vậy thà mình ngồi lại một chỗ nào đó là mình tu tập. Thành ra đó, khi mà chúng tôi sau này á, chúng tôi học mà với các vị trưởng lão đó, thì mình thấy là chánh mạng là khó vô cùng, chánh mạng là khó vô cùng nha quý vị. Đó, khi mà quý vị á, mà mình tức giận một cái gì đó, mình tức giận, ví dụ như giờ mũi nó cắn mình quá, mũi nó đốt, nó cắn, nó chích mình quá, thì giờ mình tức quá đó, mình lấy đồ mình xịt nó chết, thì coi như là lúc đó mình bị rơi vào cái nghiệp, mình rơi vào cái tà nghiệp. Nhưng mà khi mà mình dùng cái trí của mình á, để mà mình chế tạo ra một cái máy mà nó bắt mũi, hoặc là một cái máy mà nó bắt côn trùng sâu bọ gì đó, mình chế ra được cái máy đó, thì coi như là mình chế ra cái máy đó để chi quý vị? Để bán kiếm tiền, để bán kiếm tiền. Nhưng mà ai cũng ở trên cái danh nghĩa là coi như là để mình giúp đời hết á, giúp đời đó. Mà cái đó khi mà chúng ta bán, chúng ta lấy cái tiền đó để chúng ta sinh sống, thì nó rơi vào và nó rơi vào cái tà mạng, nó rơi vào cái tà mạng đó. Thành ra đó, vậy thì ở đây á, tóm lại á, là chánh mạng á, tóm lại cái chánh mạng á, là quý vị thấy rằng là mình làm, mình nuôi cái thân này nè, mình nuôi cái thân này mà nó tránh ra
à, cái lời nói dối, nói ly gián, nói ác, nói phù phiếm. Mình nuôi cái thân này nè mà nó tránh ra cái nghề mà sát sanh, à, cái nghề trộm cắp, à, cái nghề tà dâm đó, thì à, thì coi như là mình tránh ra được 7 cái đó đó, à, mình mới gọi là mình tránh mạng đó. Quý vị thấy không, mình thấy mình dễ tránh không, dễ tránh ra được cái 7 cái điều này không? Đó, nó rất là khó nha quý vị, à, rất là khó. Chỉ có mà mình hiểu được, mình biết được, mình tu tập, à, nó giống như là cái người mà người ta tập đi mà người ta sợ té vậy đó. Đó, mình phải khéo léo 7 điều ngay chỗ này á, cần phải, à, chúng ta cần phải chia sẻ, à, chúng ta cần phải chia sẻ theo ở trong cái đời sống của chúng ta đó. Bây giờ mình nuôi mạng của mình, à, mình tránh, thứ nhất á, là mình tránh nói dối nè, tránh nói lời ác nè, tránh nói lời ly gián nè, tránh nói lời phù phiếm nè, đó là 4. Rồi mình đối với thân của mình á, mình tránh sát sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm nè, đó. Đó, mình tránh 7 cái điều đó. Mình tránh 7 cái điều này. Khi mà một cái gì nếu mà nói cho dễ hiểu, là khi mà mình đưa một cái thức ăn gì đó mà vô người của mình để mình nuôi cái mạng sống của mình, mà nó từ 7 cái điều này nó phát xuất ra cái lợi nhuận đó, đó để mà mình nuôi mạng á, là coi như là lúc đó mình bị tà mạng đó, quý vị thấy không? Quán nhật thực cái này á, là bây giờ cái chuyện quán á, là mình phải quán rồi, quán là mình phải quán rồi đó, nhưng mà ở đây á, là nói về á, là cái lợi nhuận mà mình có được để mình nuôi cái mạng sống này nè, à, cái lợi nhuận mà mình có được để mà mình nuôi cái mạng sống mình nè đó, mà nó phải tránh ra 7 cái điều này thì mới gọi là chúng ta có được cái vật thực đó chân chánh, có được cái vật thực đó chân chánh. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong bài kinh mà Khatikara ở trong Trung Bộ Kinh ấy, à, cái vị đó nuôi mẹ già, à, nuôi mẹ già bằng cách mà làm cái nghề thợ gốm, mà cũng không có đi đào đất, à, đào đất lên sợ chết, à, côn trùng. Thành ra cái vị đó chỉ đi men ở cái bờ sông, mà những cái bờ sông rồi coi những cái con côn trùng đó, nó đùng những cái đất đó lên đó, rồi cái vị đó mới lấy, à, cái đất đó về để mà làm gốm đó, làm vừa đủ, à, để, à, mà mình sống, mình, à, nuôi mẹ mình thôi, à, rồi sau khi mà làm ra những cái đồ gốm đó rồi đó, cái vị đó để ở trước nhà của mình, rồi ai muốn lấy, à, thì lấy, rồi người ta để lại bao nhiêu tiền thì để lại bao nhiêu tiền, à, cái vị đó cũng không có màng đến đó. Thành ra nói như vậy đó, chứ quý vị thấy rằng là nói về mà mình sống, về mà mình tránh mạng nó khó lắm, là nó khó lắm quý vị. Quý vị thấy rằng bây giờ mình nhìn kỹ vô 7 cái điều đó, là 7 cái điều mà cái vị Phật tử này mới vừa viết lên đó, 7 cái điều đó đó quý vị thấy rằng bây giờ cái nghề tòa án đi, bây giờ quý vị thấy rằng cái nghề tòa án đi, à, cái nghề tòa án đi, nuôi mạng chân chánh không? Nghề luật sư đi, đó nuôi mạng chân chánh không? Mình phải cải cho thân chủ mình quý vị, mình phải tìm cách nào đó để mà mình cải cho thân chủ mình đó. Rồi sao? Cải xong mình lãnh lương, cải xong lãnh lương quý vị, cải xong lãnh lương là làm gì? Lãnh lương là về mua gạo ăn, mua thức ăn ăn đó. Nghề bác sĩ
bác sĩ hả? Nghề bác sĩ thì mình cứ tìm ở trong đó, mình tìm ở trong đó, nói dối nè, nói ác nè, nói ly gián nè, nói lời phù phiếm nè đó. Bữa nào á, nói sao mà cho người ta mua thuốc cho nhiều vô nói sao mà cho người ta mua thuốc cho nhiều vô rồi có lợi nhuận à, có lợi nhuận về mua gạo, mua đồ đó. Thành ra quý vị thấy rằng á, nó rất là khó, là nó rất là khó. Thành ra nó bây giờ nó chỉ có con đường. Bây giờ thậm chí mà quý vị thấy không, các ngài nói á, những người mà người ta đến nỗi mà những người mà người ta viết tiểu thuyết nè, người ta viết truyện nè, người ta làm phim ảnh, rồi người ta viết kịch, những cái kịch bản đồ này kia, làm phim ảnh đồ này kia đó, coi như những cái điều đó là phương tiện để kiếm sống thì nó cũng rơi vào tà mạng. Quý vị thấy, thật sự ra đó, chúng tôi thấy khi mà chúng tôi đọc những cái đó, chúng tôi tìm hiểu những cái điều đó mà mình coi kỹ lại, mình thấy cái gì nó cũng rớt vô tà mạng hết quý vị. Không có chạy đường trời cũng không thoát chạy đường trời cũng không thoát nữa quý vị. Và chỉ có thật sự ra quý vị ở trên cái ở trong cái đời sống của các vị sa môn á, mình coi là ở trong kinh điển, ở trong cái thời của Đức Phật, chỉ có ôm mình bác đi thất thực, mà ôm mình bác đi thất thực thôi mới tránh được rất là nhiều quý vị. Thì chúng tôi nghĩ bởi vì những cái hình ảnh mà đi khất thực ấy, nuôi mạng một cách dân chánh đó, khi mà mình nhìn những cái hình ảnh đó, mình thấy đời sống nó bớt tội lỗi đi đó. Rồi nhưng mà không sao quý vị, khi mà chúng ta cũng có một cái cách tu tập. Quý vị thấy rằng mấy ngày trong cái thời gian này á, chúng tôi ưa thuyết giảng với quý vị á, cái tạm thời giải thoát. Trong cái thời gian này á, chúng tôi nghiên cứu cái điều này á, chúng tôi rất là quan hỷ. Có nghĩa là không mình làm tội rồi mình tu, mà nhưng mà hồi nãy chúng tôi nói với quý vị á, mà biết mà cái cách mà gấp lửa bỏ xuống á, thì nó phỏng mình cũng có một vài ngón tay mình thôi, không biết á, thì nó phỏng nguyên một cái bàn tay của mình. Thành ra đó, một người mà tu tập bây giờ quý vị là cái người cư sĩ thì quý vị có 5 giới, giỏi lắm quý vị có 8 giới hoặc là 10 giới thì quý vị coi như là quý vị ngồi lại mình tu tập, thì cái điều thứ nhất á, là mình nguyện để mà mình giữ giới, là mình có cái sự cố ý mình giữ giới. Khi mà mình nguyện mình giữ giới rồi đó, thì mình ngồi mình hành thiền. Thì trong những cái giờ phút mà mình tu tập, những cái giây phút mình tu tập đó, mà mình an trú được ở trong thiền, mình an trú được ở trong thiền á, thì á, lúc đó những cái thời điểm đó, đó là mình gọi là tạm thời giải thoát. Nó có nghĩa là tạm thời trong những cái sát na đó, trong những cái phút giây đó, mình không có những cái lời nói dối hoặc là mình tu tập về chánh ngữ đó, mình không có những cái ý nghĩ sát sanh trộm cắp tà dâm, thì coi như là chánh nghiệp. Rồi trong cái thời đó mình cũng không có nuôi mạng một cách bất chánh nữa. Thành ra trong những cái thời gian mình tu tập đó là mình tạm thời giải thoát được ba cái ác nghiệp đó. Đó thì chúng ta có những cái cách tu đó, gọi là trong cái lúc đó chúng ta có cái sự tiết chế quý ra tí. Chúng ta có cái sự tiết chế bằng cách là chúng ta giữ được cái tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng đó. Còn chứ bây giờ chúng ta làm sao không giờ, chúng ta không tu tập chúng ta làm sao không giờ
Mà bây giờ mình có những cái giây phút đó mình tu tập đó, nó đỡ à, nó đỡ quý vị đó. Rồi bây giờ tiếp theo á, là chúng ta học về cái tinh tấn à, tiếp theo chúng ta học về cái tinh tấn. Ở trong cái phần tinh tấn, Đức Phật á, dạy cho các vị tỳ kheo á, những cái câu Phật ngôn á, mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo á, là quý vị thấy rằng á, là mình đọc vô á, mà một lần á, mình nghe nó, mình chưa có thấy nó đã, mà mình đọc đi đọc lại á, thì mình mới thấy nó đã quý vị. Có nghĩa là sao quý vị? Đức Phật á, dạy cho các vị tỳ kheo á, là coi như là đối với những ác bất thiện pháp nào á, mà chưa sanh á, à, vị tỳ kheo phải khởi lên cái ý muốn à, không cho sanh khởi. Vị tỳ kheo phải nỗ lực tinh tấn, quyết tâm trì trí à, đối với ác bất thiện pháp. Quý vị nghe ghê không? Đó, những cái ác thì ác bất thiện pháp nào chưa sanh à, chưa sanh á, vị tỳ kheo phải khởi lên cái ý muốn không cho sanh khởi à, vị ấy phải nỗ lực tinh tấn, quyết tâm kỳ trí đối với ác bất thiện pháp à, chưa sanh, không cho nó sanh. Đó quý vị thấy rằng là coi như là Đức Phật dạy như vậy đó, dạy cho các vị tỳ kheo như vậy đó à, mà coi như là vẫn còn phiền não à, nó len lén à, nó sanh khởi ở trong tâm. Vậy thì cái tinh tấn ở đây á, có nghĩa là như thế nào quý vị? Thứ nhất á, là tinh tấn ngăn ngừa những bất thiện pháp chưa sanh, không có cho nó sanh khởi. Đó, có nghĩa là như thế nào? Khi á, mà mình nhận biết hay là mình nghe thấy á, một người nào đó mà người ta làm những cái ác hạnh à, ác hạnh như là sát sanh, trộm cắp, nói dối gì đó à, thì lúc đó đó mình phải tự chế à, mình phải tự chế, mình phải cố gắng à, mình đừng có để những cái tư tưởng đó nó khởi lên à, ở trong tâm của mình. Nó cũng như quý vị biết không, có những cái lúc mà chúng tôi đi trên xe rảnh, chúng tôi mở Facebook lên à, chúng tôi coi thì à, ở trong Facebook đó, nó có nhiều cái, thí dụ như có những người ta câu cá mà siêu đẳng, người ta cũng đưa lên Facebook nữa quý vị. Thì những cái đó chúng tôi cũng không dám coi, mình cũng sợ cái tâm của mình quý vị. Mình cũng thấy ông này ông câu sao mà hay quá, ông câu toàn là cá lớn không à, à ông câu có người quý vị thấy rằng là coi như là họ cầm, họ khỏi cần một cái cần câu nữa à, họ chỉ cầm một cái miếng thịt gì đó, họ nhúng xuống một cái dòng sông ngay cái chỗ nào đó, vậy mà họ giật lên một cái, quý vị thấy năm sáu con cá nó văng lên bờ vậy đó. Thì mình coi như vậy tâm mình có thích thú ở trong đó à, thì nếu mà mình không thích thú coi chi à, bấm nó qua luôn để cho tâm của mình nó đừng có bị vướng vào ở trên đó. Thật sự ra đó, ngày hôm nay á, mình lên ở trên Facebook á, để làm chi, để mà mình coi cái tin tức. Thật sự ra ở trên đó nó tin tức nó nhiều quý vị à, những cái sinh hoạt về à, bây giờ Phật pháp á, mà sinh hoạt lại đó, mình cũng coi ở trên đó được à, hoặc là hôm nay cái nhóm nào làm phước, làm thiện sự đồ này kia cũng có đăng ở trên đó. Thành ra mình theo dõi thì mình cũng thấy có những cái điều nó có ích lợi, nhưng mà ở trong đó nó xen vô nhiều cái điều nó bất lắm. Thì cũng vậy, hồi xưa chúng tôi nhớ khi mà Hòa Thượng Nhất Chánh mà dẫn chúng tôi đi ở bên Thái Lan, ở bên Campuchia, ở bên Miến Điện đó, thì lúc đó Hòa là cái đất nước nào cũng vậy à, cái đất nước nào nó cũng có hột sòn với rác rưởi hết. Thành ra mình đi qua đó, mình phải tìm những cái gì quý mình đem về
mình gặp mà những cái rác đó thì mình tránh đi thôi, chứ mình đừng có đem về đó. Thì ở trên Facebook ngày hôm nay cũng vậy, nó cũng có chuyện mà thiện pháp bất thiện pháp nữa, trên đó nó đủ thứ hết. Thì lúc đó những cái nào mà nó bất thiện là mình lướt qua thôi, chứ sao không giờ. Thành ra đó, chúng tôi biết quý vị hồi trước giờ quý vị biết những cái chi pháp, tinh tấn ngăn ngừa những bất thiện pháp chưa sanh không cho sanh khởi, quý vị biết. Nhưng mà mình thực hành thì mình thực hành sao? Mình thực hành sao quý vị? Có nghĩa là khi chúng ta nghe thấy gì đó, nhận biết gì đó, cái người nào mà nói những cái lời nặng nhọc, nói những cái lời độc ác, nói những cái lời nhảm nhí, hoặc là xét sanh trộm cắp gì đó, là ở đây á, là coi như là mình phải cố gắng bảo vệ mình, cố gắng bảo vệ cái tâm của mình, không cho nó sanh, không có cho nó sanh những cái tư tưởng nó lên. Đó, giống như là bây giờ chúng ta giống như là mình đang bảo vệ mình khỏi, không có bị vướng vào Covid đó, Corona đó quý vị. Đó, đây là cái cách mà chúng ta hành trực tiếp, đây là cái cách mà chúng ta hành trực tiếp luôn. Đó. Rồi thứ hai là tinh tấn diệt trừ những ác bất thiện pháp đã sanh. Đó. Thì ở cái chỗ này những cái ác bất thiện pháp mà nó đã sanh là mình phải diệt trừ. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng ở trong tâm của chúng ta đó, bây giờ ở trong tâm của chúng ta đó, là quý vị thấy rằng, tôi không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, cảm ơn quý vị. Có nghĩa là ở trong cái sự mà mình tinh tấn để mà mình diệt trừ những ác bất thiện pháp đã sanh á, là có nghĩa là ở trong tâm của chúng ta là những cái ý nghĩ gì đó nó xấu, chúng ta phải tinh tấn chúng ta diệt trừ nó liền. Đó, hoặc là bây giờ cái giờ chúng ta tu tập mà những cái truyền cái á, có nghĩa là giờ mà chúng ta mà ngồi mà chúng ta nghe pháp á, mà giờ có đói bụng hay là có buồn ngủ gì đó, chúng ta cũng phải ráng. Chúng ta nói chung là cái giờ tu tập mà chúng ta phát hiện những cái trạng thái nó sanh lên, chúng ta phải tinh tấn để chúng ta dập tắt liền, chúng ta dập tắt những cái phiền não đó. Thật sự ra đó, cũng như quý vị thấy, cũng như những cái lần mà chúng tôi hướng dẫn ở trong một cái khóa thiền, chúng tôi nói với họ đó là khi mà mình hành thiền á, tự nhiên mình thấy ngứa ở trên mặt, ngứa ở lưng, ngứa ở tai. Mà quý vị biết cái đó là cái gì không? Họ nói là ngứa chứ là cái gì? Không phải, cái đó nó là phiền não. Tại sao mà mình không hành thiền thì nó không ngứa? Cái đó nó là được gom chung là phiền não. Tại sao mà mình ngồi mình nói chuyện chơ, mình ngồi nói chuyện chơ, hoặc là mình đứng mình coi máy, mình coi điện thoại, coi này coi kia mà nó không ngứa? Mà tao mà quý vị vô hành thiền là nó ngứa. Là cái đó nó là phiền não quý vị. Chúng ta phải xác định nó là phiền não. Thành ra chúng ta không có gãi. Hễ mà chúng ta gãi là nó quen. Nó hễ mà nó đúng rồi, mình phải xác định đó là không phải là cái sự ngứa, mà đó là cái phiền não. Hễ mà mình vô hành thiền mà nó bị những cái trường hợp đó. Mình vô hành thiền á, là quý vị thấy rằng á, là tự nhiên cái tâm của mình á, hồi nãy mình không biết là mình đi lên rồi mình có chải cái tấm chùi chân chưa, hay là nói chung là nó đủ thứ cái lý do. Rồi mình đã hoàn thành xong những cái điều đó rồi, tự nhiên vô là bây giờ tự nhiên là ngồi hành thiền, nó ngứa ở trên mặt, nó ngứa trên cổ, nó ngứa ở lưng, ở đầu, nó làm cho chúng ta
không có kìm được cái oai nghi, thì lúc đó chúng ta phải biết rằng là phiền não nó lôi kéo chúng ta. À, chứ chúng ta đừng nghĩ là nước. À, mình phải xác định đây là phiền não nó lôi kéo mình. Chứ nếu mình hồi nãy giờ xong nước mà cứ vô hình thiền nước đó, thì chúng ta phải xác định ở trong tâm của mình. Thì lúc đó mình xác định rồi, phiền não mà phiền não mình lôi kéo ha, nó lôi kéo mình không nghe lời nó. À, mình không nghe lời nó, mình tiếp tục, mình cứ ngồi ở trong trong cái tư thế đó. À, rồi mình cứ theo dõi cái đề mục của mình. Rồi một chút nữa đi, là một chút nữa hành thiền xong rồi giải đó. Thì một chút quý vị hành thiền xong mình không có ngứa. À, có nghĩa là lúc đó cái tâm mình nó an trú được ở trong đề mục rồi á. Khi mà quý vị hết hành thiền á, nó khỏe quý vị, con người mình nó khỏe liền, mình nó khỏe, nó cộng theo cái không có ngứa. À, nó ngộ như vậy đó. Thành ra đó, cái đó là những cái phiền não mà nó sanh khởi, là những cái phiền não nó sanh khởi. Thành ra đó mình phải tinh tấn là mình diệt trừ nó. À, thì ở trong cái chi pháp mà tinh tấn là chúng ta hồi xưa giờ chúng ta học đó, là chúng ta biết là mình tinh tấn mình diệt trừ những ác bất thiện pháp nó đã sanh, nhưng mà chúng ta không có biết, không có thấy địch nó ở đâu hết, mà chúng ta cứ đòi đánh hoài. À, có nghĩa là chúng ta không có biết cái phiền não nó ở đâu hết đó. Cái phiền não nó chỗ đó đó, mà cái phiền não đó đó mình muốn học á, thì á, tự nhiên ở trong tâm của mình á, nó sanh khởi là mình phải đi xuống mình làm công việc đó gì đó, hoặc là rồi xong rồi mình lên mình học. À, hoặc là khi mà mình ngồi mình hành thiền thì tự nhiên những cái trạng thái này trạng thái kia nó xảy ra, là nó diễn ra ở trong tâm, rồi mình chạy theo trạng thái đó. À, vậy thì nếu mà mình không chạy theo những cái trạng thái đó đó, thì mình có cái sự tinh tấn để mà mình diệt trừ. Thì cũng như là chúng tôi vừa trình bày cho quý vị đó, mình cứ những cái trạng thái đó mà nó hiện lên ở trong tâm của mình, mình không có theo nó, thì như vậy á, là gọi là chúng ta đoạn trừ, là chúng ta tinh tấn, chúng ta diệt trừ. Tâm mình nói chuyện, tâm mình mà nói chuyện với nhau á, là coi như á, là không khéo á, là có vấn đề nữa nha. Có nghĩa là quý vị thấy á, mà cái vị thiền sư á, người ta hướng dẫn chúng tôi á, là ví dụ như cái tâm mình suy nghĩ, cái tâm mình suy nghĩ, mình không cho suy nghĩ, mình dập tắt liền, mình dập tắt cái tư tưởng đó ngay tại cái chỗ đó liền đó. Nhưng mà ăn thua là biết đạt hiện sớm hay là muộn. Có nhiều khi mình vô mình suy nghĩ, mình vô mình ngồi hành thiền, hoặc là mình vô mình ngồi việc á, mình làm việc này mà mình suy nghĩ chuyện kia đó, mình làm việc này mình suy nghĩ chuyện kia. Hoặc là quý vị thấy rằng có nhiều người á, có nhiều người còn khổ một cái nữa là thí dụ như là lát hết râm hết lớp học không, cái mình cũng đọc kinh tôi xin hồi hướng quả này thấu đến quyến thuộc nơi đây cho cùng, nhưng mà cái tay đang bấm trả lời tin nhắn điện thoại muốn ghê gì chứ đó. Người ta nó thành ra ở trong những cái điều đó đó, thì có nghĩa là mình bị chi phối mà mình không biết. Mà mình lâu ngày nó thành cái thói quen quý vị, lâu ngày nó thành cái thói quen. Thật sự ra có nhà lâu ngày nó thành cái thói quen, thành ra mình phải cái này thì ai dám la mình, đâu có ai dám la mình. Nhưng mà cái này là tự mình phải tinh tấn mà mình diệt trừ những cái ác bất thiện pháp này. Này nó quen quý vị. Chúng tôi có một lần chúng tôi thấy một cái gia đình Phật tử đó, người ta tâm sự, chúng tôi cũng đau lòng lắm. Chúng tôi nghe cũng đau lòng lắm, nhưng mà đối với chúng tôi thì rất là nhỏ, rất là nhỏ, không có chức vụ, không có quyền hạn gì đó, thành ra không có nói lên được quý vị. Có nghĩa là cái người Phật tử đó, người ta kể cho chúng tôi nghe đó,
là người ta thỉnh chư tăng về để mà chay tăng tại nhà người ta. Thì khi mà muốn thỉnh chay tăng, thỉnh chư tăng về nhà chay tăng á, là người ta phải chuẩn bị là nó một cái thời gian rất là lâu. Có nghĩa là người ta để dành tiền nó lâu quý vị, ta để dành tiền nó lâu à, rồi đủ cái số tiền đó người ta mới thỉnh nhiêu đó vị sư về. Rồi ngày hôm đó người ta lo, người ta nấu ăn à, rồi người ta lo sắm sửa những cái à, tứ sự đồ này kia đủ thứ. Có nghĩa là phải nói là một câu mà nó dễ hiểu là đầu tư, là người ta đầu tư vô cái ngày hôm đó rất là nhiều đó. Nhưng mà cái giờ mà lên mà cúng là à, những cái vị đó nó cứ ngồi bấm cái điện thoại không à, ngay cả lúc tụng kinh hay là à, Phật tử tác bạch à, tác bạch để mà thỉnh các ngài à, thiết pháp hay là tụng kinh cầu an cầu siêu gì đó, rồi lúc mà à, các ngài tụng kinh đầu này kia là các ngài cũng lo, các ngài kéo, các ngài lướt, các ngài kéo, các ngài lướt quá trời luôn quý vị. Thành ra họ nói thật sự ra khi mà các vị về rồi họ buồn mà họ buồn, cái nỗi buồn của họ không sao mà họ tả xiết được. Thành ra lúc đó họ mới giống như là điện thoại để mà kể chúng tôi nghe, họ buồn quá không được đó. Thành ra cái điều này nó xảy ra đối với những vị sư cũng có, mà đối với những người Phật tử cũng có. Nhưng mà cái phát hiện sớm hay là phát hiện trễ thôi. Có nghĩa là mình biết cái đó là cái phiền não của mình. À, có những người á, người ta không có cho là cái đó là cái phiền não quý vị. Cũng như là người ta tận dụng cái thời gian đó. À, người ta tận dụng cái thời gian đó. Thí dụ như là người ta tận dụng, người ta cho rằng người ta tận dụng cái thời gian đó để người ta coi được là một cái câu Phật ngôn gì hay, hoặc là một cái pháp gì đó hay để mà người ta à, người ta cũng như là để người ta truyền đạt lại à, hoặc là người ta chia sẻ lại. Nhưng mà sự ra đó, tại sao mà cái người đó, người ta đang quỳ, nguyên một cái dòng họ, nguyên một cái gia đình đó, người ta đang quỳ trước mặt à, mình để mà người ta tác bạch, mình không lắng nghe, mình không lắng nghe con người này tác bạch à, bằng cái tâm tư à, bằng cái tâm của họ, hay là bằng cái ngôn ngữ, bằng cái mà mình cầm cái cuốn sách sách in sao mình đọc, mình tác bạch cái như vậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng đó, khi mà mình cúng dường đó, nó có những cái trường hợp như nè à, có người thì do người ta run quá, người ta sợ quá, thành ra trong sách viết sao họ đọc lại như vậy. Còn những người mà người ta làm mà thường thục rồi đó, người ta làm thường thục rồi đó, thì người ta nói lên cái tâm tư nguyện vọng của người ta. Nó con kính chư tăng à, hôm nay à, gia đình chúng con à, thỉnh chư tăng à, về đây à, để cúng dường à, thức ăn tứ tự vân vân à, để mong cái phước này nó sẽ luôn luôn là cái hành trang trong cái dòng sanh tử luân hồi của con, và xin chư tăng chứng minh à, cho con đó. Thì những cái đó nó bằng cái tâm tư là của cái người đó quý vị. Rồi sao nó bằng cái tâm tư đó, thì người ta có cái tâm tư đó mình phải lắng nghe, quý vị. Rồi sau đó đó người ta mới à, đọc mà bằng bài tác bạch. Ví dụ như à, kính bạch chư tăng, những thực phẩm này của chúng con là hiệp theo lẽ đạo và cũng được hiệp theo lẽ đạo. Nhưng mà trước hết á, người ta sẽ trình bày bằng cái thực tâm của người ta. Đó thì lúc đó mình phải lắng nghe chứ giờ mình lúc nó đâu có được. Đó, thành ra ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng là cái phiền não này đó là ăn thua đó, là mình nhận ra được sớm hay là trễ. Nếu mà mình nhận ra được sớm á, thì nó tốt, mà nó tốt mà. Và đối với những người Phật tử cũng vậy, có nhiều khi quý vị thấy rằng á, mình ráng mình tụng kinh cho những cái người à, những người Phật tử người ta nghe. À, mà quý vị biết rằng lúc đó là coi như là người ta mình ráng mình ngồi mình tụng kinh cho người ta nghe, mà người ta ngồi dưới người ta bấm cái điện thoại. Mà quý vị biết những cái bài kinh này đâu phải là những cái bài kinh giỡn quý vị. Ví dụ như bây giờ cái bài kinh mà mình hồi hướng đến
mình hồi hướng đến quyến thuộc đi. Thì thí dụ như chư tăng ngồi, chư tăng cũng những người đã làm được việc lành trong hoàn cảnh nào, trước hết phải tưởng đến cha mẹ hay là thân bằng quyến thuộc đã quá giảng. Phải tưởng đến chư thiên ngự trong các nơi, nhất là ngự trong nhà mà chẳng nên bỏng sẻn, nên làm phước thí. Lại phải tưởng đến tứ đại thiên vương đó. Rồi người làm đặng phước lành đã hồi hướng ấy, chẳng phải không hiệu quả mà chắc thật được sự quả báo. Đó quý vị thấy trời, cái lời của Đức Phật dạy chắc lắm chứ bộ quý vị. Người làm đặng phước lành đã hồi hướng ấy, chẳng phải không hiệu quả mà chắc thật được sự quả báo. Đó thì quý vị thấy rằng á, ở trong chư tăng tụng kinh à, rồi mà tụng kinh á, những cái bài kinh này á, nó không phải là những cái bài kinh mà ai mà người ta ngồi người ta suy nghĩ ra, người ta viết ra cái điều đó nó hay à, mà được dịch từ những cái lời dạy của Đức Phật à. Thí dụ như quý vị biết rằng à, mà quý vị hồi hướng cũng vậy à, các bài, những cái bài kinh mà sau giờ thuyết pháp của quý vị hồi hướng, thì Đức Phật dạy trong trường bộ, rồi các vị trưởng lão mới đem sắp ra ngoài cái quyển nhật tụng rồi cho quý vị học à, riêng từng phần cho quý vị học. Chứ là không thôi là quý vị vô, quý vị mở ở trong trường bộ là mình đâu có biết chỗ mình kiếm. Mình kiếm được là mình mệt rồi à, mình mệt rồi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là có nghĩa là những cái điều là điều chất thật à, nó có cái hiệu nghiệm à, cái năng lực nó rất cao. Thành ra mình phải chú tâm mạnh vô, chú tâm mạnh vô chỗ đó. Đó chứ mà chư tăng người ta đang ngồi người ta tụng kinh, thì mình ở dưới đó mình cũng lướt, mình cũng lo mình lướt cái máy viết à, rồi sao được. Thì ở đây chúng tôi nói lên cái điều này, những cái đó là cái gì quý vị? Những cái phiền não à, nó ở trong cái chi thứ hai, tinh tấn diệt trừ những cái phiền não à, nó đã sanh à, không cho nó sanh thở nữa. Đó thì nếu mà mình có những cái đó à, thì coi như là à, mình phải tinh tấn mình diệt trừ. Ví dụ như quý vị ở trong cái đời sống hàng ngày của mình cũng vậy à, mình cảm thấy cái tánh mình nó ưa nóng nảy à, cái tánh mình ưa nóng với người ta quá, nóng với vợ với con, hay là nóng với chồng với con, hay nóng với người làm hoặc là cái người bạn xung quanh mình, thì mình cũng phải tinh tấn mình diệt trừ à, nó lần lần đó. Thì cái đó là cái tinh tấn để mà diệt trừ những cái phiền não nó đã sanh, không cho nó sanh khởi. Không thì mới đầu mình đọc vô thì mình không hiểu à, thì mình ra, nó cũng không sao. Đó là tâm gì quý vị? Tâm đại thiện thủy ly trí hữu trợ à, hoặc là vô trợ. Khi mà quý vị đọc kinh Pali, mà quý vị không hiểu à, không hiểu không, thì lúc đó là quý vị là đọc bằng tâm gì? Tâm đại thiện thọ hỷ hoặc là thọ xả, nhưng mà nó ly trí, nó vô trợ hoặc là nó hữu trợ. Đó thì nó cũng có quý vị, mà chúng ta nên nhớ nha. Đó, nhiều tâm đại thiện à, nhiều tâm đại thiện nó hợp vô đó, thì sau này á, mình mới coi như là mình đọc mình mới hiểu, thì lúc đó đó là coi như là đại thiện thọ hỷ hợp trí à, là vô trợ luôn chứ không phải hữu trợ nữa. Đó, nhưng mà nó phải có cái thời gian đầu à, đâu phải thời gian đầu quý vị đọc vô quý vị không có hiểu. Thậm chí mà quý vị biết rằng á, chúng tôi bảo đảm hồi xưa giờ quý vị biết được là tinh tấn để mà diệt trừ những cái phiền não nó đã sanh, nhưng mà mình cũng không biết nó sanh ở đâu nữa, mình cũng không biết là trong cái trạng thái nào. Nhưng mà bây giờ á, chúng tôi nói cho quý vị nghe như vậy đó, thì quý vị biết rằng là những cái phiền não mình cũng cố gắng mình ngăn ngừa lắm rồi, nhưng mà nó có lúc đó mình cũng bị thất niệm, thành ra nó sanh khởi ở trong tâm của mình đó. Thành ra bây giờ quý vị thấy
thì quý vị sẽ diệt trừ nó đi, à, sẽ diệt trừ nó đi. Đó, rồi cái thứ ba đó là tinh tấn để mà làm phát sanh là những cái thiện pháp chưa sanh, là mình tinh tấn, là mình những cái thiện pháp nào đó nó chưa sanh đó, thì mình tinh tấn mình làm cho nó sanh khởi. Có nghĩa là hồi trước giờ bố thí trì giới hay là cung kính hay là hành thiền đó, mình thấy mình chưa có, à, mình chưa có thì bây giờ mình phải ráng, mình ra sức là để mà mình làm, là mình cố gắng hết sức mình. Cũng như chúng tôi nói vì trong cái thời gian này chúng tôi coi cái phương pháp mà mình hành thiền á, mà các ngài nói là tạm thời giải thoát á, trong cái thời gian này chúng tôi rất là hoan hỷ với cái điều đó. Mình thấy rằng là mình tu tập á, thì nó không có đạt đến cái sự giải thoát, à, hoặc là mình tu tập nó không có đạt đến cái sự mà an chỉ định hoặc là cận định gì hết, à, nhưng mà nó cũng lúc mà mình ra sức mình tu tập thì lúc đó nó cũng được những cái sát na định, à, nó được những cái sát na định thì lúc đó giải thoát. Bây giờ mình có cái tánh xấu gì đó, thì nó tạm thời giải thoát cái tánh xấu đó. Thí dụ như bây giờ trong những cái phút mà chúng tôi ngồi chúng tôi hành thiền thì chúng tôi ưa nói lời vô ích, ưa nói lời nhảm nhí, thì lúc đó chúng tôi tạm thời giải thoát được là chúng tôi không nói những cái lời vô ích, là không nói những cái lời nhảm nhí đó. Hoặc là cái tánh tình của chúng tôi là ưa nhớ tới cái người này, nhớ tới chuyện xưa chuyện cũ gì rồi mình sân lên, là mình nóng lên, mình sân lên, mình thù mình ghét đó. Rồi trong cái lúc mà mình hành thiền như vậy, mình hành thiền như vậy thì mình không có khởi lên là cái ý để mà sân hận, là si tư và những cái gì đó, thì mình tạm thời giải thoát được những cái sự sân hận trong những cái giây phút đó nha quý vị, trong những cái giây phút đó thôi, chứ không phải là mình giải thoát gì hết đó. Thì bây giờ á, chúng ta chưa có những cái thiện pháp đó thì chúng ta cố gắng chúng ta có những cái thiện pháp đó. Nếu mà mình cảm thấy người mình nó ưa cao ngạo á, thì mình ráng mình tu pháp cung kính. Mình thấy mình hơi bỏng sẻn quá thì mình tu tập cái pháp bố thí, hoặc là mình thấy mình ưa phóng túng quá thì mình giữ giới, hoặc là mình tu tập thiền định đó, vân vân đó. Mà quý vị biết không, cái chỗ này nè, chúng tôi thấy có những cái hội chúng khác á, người ta vướng vô rồi, nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng là quý vị không có vướng vô. Có nghĩa là có những người người ta nói mình tu tập á, mà mình còn làm những cái thiện pháp, mình còn làm những cái thiện pháp á, rồi nó kết nối với cái dòng sanh tử luân hồi, là người ta còn dẫn chứng ra nữa quý vị. Người ta dẫn chứng ra đó thì vô minh duyên rồi hành duyên cho thức. Vậy thì ở trong cái sự mà mình bố thí trì giới đó, nó là hành, nó là những cái hành động đó, quý vị thấy không? Quý vị thấy không, người ta còn dẫn chứng Phật ngôn nữa mới ghê chứ đó. Nhưng mà thật sự ra đó, bây giờ đó, quý vị thấy rằng đó, nếu mà quý vị đó, mà bỏ đi cái sự mà bố thí trì giới hành thiền đồ nữa thì quý vị sẽ làm gì? Đi câu cá, đi câu cá, đi ngồi nói dốc mà đó, chứ không thể nào mà mình hành thiền để mà mình chứng đắc được hết. Mình không có ba la mật thiện pháp hỗ trợ mình, mình sẽ không có thể nào mà mình phá được cái dòng vô minh này. Nếu mà mình không đầy đủ phước báo ba la mật, Đức Thế Tôn đã tròn đủ ba la mật đến bờ kia, đến bờ trên, đến bờ thượng, nó chứ không thể nào mà mình không có tròn đủ ba la mật, mình không có bẻ gãy được cái dòng sanh tử, cái bánh xe sanh tử luân hồi này đó. Thành ra đó, nếu mà mình cho rằng là mình làm thiện thì nó sẽ kết nối với cái dòng sanh tử luân hồi. Tại vì ở trong câu Phật ngôn có cái câu là Sankhara Bacchaya Vinnya Năng, Vinnya Năng có nghĩa là hành duyên cho thức đó, là thành ra đó những người này á, là có nghĩa là
họ bị hiểu sai, họ bị hiểu sai. Quý vị thấy rằng á, cái dòng sanh tử luân hồi này đó là do đâu quý vị? Do vô minh tham ái à, chứ không phải là do cái thiện nghiệp à, không phải là do cái thiện nghiệp quý vị, do vô minh và tham ái nó mới đưa chúng ta đi à, cái dòng sanh tử luân hồi đó. Đây là nói một cái cách à, mà cho chúng ta à, dễ hiểu. Còn á, một cái cách khác á, là quý vị thấy rằng á, nếu mà chúng ta mà không làm những cái chuyện thiện á, thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ rơi vào bất thiện. Mà hãy mà rơi vào bất thiện á, thì coi như là nó còn đi xuống khổ cảnh nữa à, nó đi xuống khổ cảnh nữa chứ có cơ hội đâu mà sanh lại làm người, sanh lại làm chư thiên. Thì quý vị thấy rằng là coi như là chúng ta sẽ rất là khó à, rất là khó để mà sanh lại làm người đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng không à, họ nói như vậy thôi chứ họ nói không có đúng. Mà cái điều đó không có nói là mình phải tu tập à, bất cứ một cái thiện pháp nào mình cũng tu tập hết à, thiện pháp mình coi như là giống như là mình nhìn thấy á, một hai phân vàng á, à, một hai phân vàng á, mà nó rớt á, mình đâu có bỏ đâu quý vị à, mình cũng lụm kệ nó, tuy rằng mình không xài nhưng mình cũng lụm lên, mình để cái chỗ nào đó à, lúc nào á, mình cần thì mình xài. Mình coi cái thiện pháp á, nó nhỏ, nó giống như là một hai phân vàng đó. Không có ai mà thấy, quý vị các nhà mà quý vị thấy một hai phân vàng mà rớt ở dưới, có khi nào quý vị quét ra đường luôn không? Không, không có khi nào mình quét ra luôn hết á. Mình lụm lên à, mình tuy rằng mình không có xài thiệt, không có xài, nhưng mà mình cũng để cái chỗ nào đó, khi nào mình cần dùng thì mình dùng thôi, mình cần xài mình xài thôi. Đó, đối với thiện pháp á, mình cũng coi giống như là à, một hai phân vàng vậy đó. Đó, chứ mình đừng có à, mình đừng có quét luôn, nó ổn lắm à, có nghĩa là thiện pháp à, dù cho cái pháp đó là cái pháp cung kính à, mình cũng thực hiện. Đó, vậy thì thứ ba là mình phải những cái thiện pháp nào mình chưa có, mình phải tinh tấn à, để mà mình làm à, cho nó sanh khởi. Đó, đó là cái cách à, để mà à, chúng ta tu tập. Rồi, rồi cái thiện pháp nào á, cái thứ tư á, cái thiện pháp nào á mà nó đã sanh khởi rồi, mình phải tinh tấn để mà mình tinh tấn mình duy trì nó à, mình tinh tấn mình duy trì nó quý vị. Có nghĩa là quý vị có cái niềm tin, quý vị có cái niềm tin, hoặc là quý vị có cái sự bố thí à, có cái sự hành thiền à, mình có những cái thiện pháp đó thì mình ráng làm sao mà mình giữ à, mình giữ được à, niềm tin à, giữ được cái hạnh bố thí đó của mình. Đó thì mình phát triển nó càng ngày nó càng cao hơn à, chứ mình không có để à, cho nó càng ngày nó càng lui sụp. Thì khi mà quý vị có được cái cách quý vị tu tập à, như vậy rồi đó à, mình có được cái khung, cái căn bản như vậy rồi, thì coi như là mình cứ ngồi xuống mà mình tu tập à, hãy mà giờ nào đó mà mình làm việc thì mình làm việc à, giờ nào mình đi kinh hành rồi giờ nào mà mình cảm thấy mình ngồi xuống mình hành thiền thì mình cứ ngồi xuống mình hành thiền. Thì lúc đó là chúng ta sẽ liễu tri tạm thời. Cái bài học của chúng ta là bất tri trong đạo đế à, cái bài học của mình là mình bất tri trong đạo đế, có nghĩa là mình không biết cái con đường, mình không biết cái cách tu tập, mình cũng không biết cái con đường để mà tu tập. Thì bây giờ mình đã biết như vậy rồi, lúc nào mình tác ý đến là mình chú ý đến cái sự tu tập, thì trong cái lúc đó gọi là mình tạm thời liễu tri được à, hoặc là sát na liễu tri được à, cái đạo đế đó. À, quý vị nhớ nha, đừng có nói rằng là tôi bây giờ là tôi liễu tri được à, đạo đế là không phải. Trong cái giây phút đó tôi liễu tri được à, tại vì trong cái giây phút đó tôi không có tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tôi không có tà tinh tấn. Thành ra trong những cái phút giây đó tôi liễu tri được à, cái à, những cái điều đó à, có nghĩa là tôi có được à, những cái giây phút mà tôi tu tập
về cái chánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn đó, thì quý vị có những cái giây phút đó quý vị gom lại được nhiều, gom lại được nhiều ngày trong một tuần lễ, trong một tháng, thì đó là cái phước báo của mình. Nó cũng như là quý vị thấy rằng hồi nãy mà hỏi về mà mình học kinh mà mình không hiểu, mình đọc những câu Pali mình không hiểu, không hiểu, nhưng mà nó cũng thuộc về tâm đại thiện, tâm đại thiện đó. Thì từ từ nhiều cái tâm đại thiện đó nó sẽ cho mình cái đời sống ngay trong hiện tại an vui, hoặc là nó sẽ làm cho chúng ta cái nhân, cái điều kiện để mà chúng ta sanh khởi cái tâm đại thiện mà nó hợp trí đó. Vậy thì cái bài học ngày hôm nay chúng ta đến được cái phần tinh tấn rồi. Mai mốt rồi đến chúng ta sẽ học tiếp. Chúng tôi hy vọng rằng đến thứ sáu là đừng có bận rộn gì hết, để chúng tôi sẽ cố gắng chúng tôi thuyết giảng cho quý vị. Chắc có lẽ mai mốt trong những cái ngày khác đó, chúng tôi ráng dành thời gian lên chúng tôi giảng cho quý vị xong mấy cái phần này được thêm, chứ một tuần học ngày nó cũng ít quá, và nó cũng ít quá quý vị. Mà nếu mà chúng tôi nhận thêm nữa đó thì nó không biết là nó giống như là ma chướng vậy đó. Có nghĩa là hãy mà nhận lờ là nó có công chuyện, nhận lờ nó có công chuyện quý vị. Còn mà không có nhận lờ ai thuyết giảng gì, quý vị thấy rằng là coi như là đi vòng vòng ở chùa coi phải cần làm này cần làm kia, nó ngộ lắm nha quý vị. Chúng tôi thấy cái điều đó nó lạ. Bây giờ mà mình phát nguyện á, là bây giờ là mình ngồi mình không có là đi đâu, mình do mình không có đi đâu thành ra mình ngồi mình coi lại một cái quyển kinh nào đó, mình coi lại lần thứ 3 cho nó kỹ, thì quý vị biết rằng là tự nhiên là coi như là nó có đám, nó có chuyện này có chuyện kia. Nhiều khi á, quý vị biết rằng chúng tôi nghe mấy sư ở trong chùa mà mấy vị mà cũng như là nói chuyện mà tâm sự với nhau chúng tôi nghe nó nhiều cái nó cũng đau lòng. Mấy vị nói người ta tu tập, người ta ở mấy cái chùa kia đó được người này người kia người ta mời đi đi dự lễ chỗ này chỗ nọ, hoặc là đi dưỡng rồi này kia. Còn mình ở gần siêu quốc tính tối ngày người ta lại người ta mời đi tụng kinh đám ma, tụng kinh ma nhập, mà tối ngày người ta mời nhiều đó. Quý vị biết chúng tôi nhiều khi cũng đau lòng lắm. Mà giờ sao không giờ quý vị? Giờ sao không giờ? Nãy giờ người ta mời rồi mình không đi. Quý vị biết có nhiều khi người ta lợi người ta nói làm sao biết không? Người ta nói 12 giờ đêm mà quý vị, 12 giờ đêm á, người ta lợi người ta nói sư lên, sư tụng kinh cho mẹ con để mà người ta bỏ mẹ con vô hòm, để mà người ta hoàn lại rồi người ta chở về quê. Người ta chở về quê chở về quê để mà làm đám sư. Cái mình hỏi trời ơi, khuya giờ này mà ai chỉ đi lại đây vậy? Sao biết chỗ tôi mà giờ này đi lại đây kêu cửa tôi? Cái người ta nói, cái người chỉ đó là nói là đừng có nói người ta chỉ. Mày có hát rồi không? Chúng tôi hỏi ai chỉ giờ này mà biết đường đi lại đây đó. Cái họ trả lời cái người mà chỉ là đừng có nói họ nói. Trời ơi quý vị coi nó đau đớn không? Rồi có nhiều người á họ lên á họ cúng dây tăng họ nói. Chúng tôi hỏi ủa sao biết chùa ở đây lợi cúng nha? Họ nói là mấy người dưới kia kìa, người ta chỉ những chùa này cúng rẻ, họ cúng. Vì coi đau lòng vậy không đó. Phải chi người ta nói ở đây mình cúng linh gì ở đây quan hỷ sao người ta lợi cúng. Hỏi ủa sao biết chỗ này lợi cúng? Ta chỉ sư, ta chỉ chỗ chùa này cúng rẻ, ta lợi ta cúng, ta chỉ con lợi cúng đó. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều cái mình
Thật sự ra quý vị biết có nhiều cái trong đêm á, chúng tôi cũng rất là mệt, chúng tôi cũng rất là mệt, mà mình nhìn những cái cảnh đó, đó người ta đi làm, hai mẹ con quê đi lên đây làm công ty, rồi người mẹ bệnh gì đó chết đột ngột gì đó không biết, rồi giờ đâu có chở cái xác về được, thành ra phải bỏ vô hòm, bỏ vô hòm rồi mới đóng lại rồi mới đưa lên xe chở về quê làm đám. Mà giờ người ta năn nỉ mình lại tụng kinh để bỏ xác nó vô hòm, hiện giờ mình phải lại mình làm thôi vì còn mấy cái gia đình mà người ta có tiền á, thì ở hòm nó nhận hết trơn rồi. Nó nói rằng cái hòm nhiêu rồi, trong đó có tiền thầy cúng rồi, trong đó nó có đủ tiền, người ta tính xong hết rồi. Có những người mà người ta đến với mình đó là tại vì người ta không có cái kinh phí đó. Nói chung là người ta không phải là không có cái kinh phí, có nghĩa là cái người bán hòm thấy nghèo quá, nó không hướng dẫn luôn. Quý vị á, mà làm cái chuyện gì á, mà quý vị mà họ hay lắm, họ nhìn cái tướng mình họ biết có tiền, quý vị họ nhìn cái tướng mình họ biết có tiền đó. Thành ra đó quý vị chưa có khởi ý, quý vị hỏi là người ta đã hướng dẫn rồi. Thôi sẵn trễ rồi, chúng tôi cũng ráng, chúng tôi nhiều chuyện cho quý vị chứ quý vị nghe. Thật sự ra đó, những chúng tôi có những cái người người ta quen á, người ta kể với chúng tôi nghe, quý vị biết không, mấy cái người mà chết trâu á, mấy cái người mà chết trâu á quý vị, cái người nhà người ta mà xuống á, mà đứng ở bờ sông để mà chờ mà tìm xác, nếu mà cái người nhà nó đứng á mà đeo vàng mà nhiều á, đeo vàng mà nhiều á là quý vị biết không, thí dụ như ở bên đây là cái A, bên kia là cái phường B, mà cái xác á bây giờ cái người nhà người ta đứng ở bên cái phường A, mà cái xác mà nó trôi bên cái phường B á, cái phường nó tinh bê đó, và nó cũng ráng nó lặn xuống, nó kéo cái xác đó qua cái phường A, đặng mà nó đem cái xác nó lên bằng ngay chỗ cái người mà chủ nhà, chủ thân mà quyến thuộc đó, người ta đang đứng ở đó. Còn mà quý vị mà đi ra mà quý vị mà tìm xác đó nha, mà coi như là mình mà đồ mà cũ kỹ mà không có đeo vàng đồ này kia, quý vị biết không, trời ơi, cái xác mà nó đang nằm ở bên cái khung này ha, cái phường B này phải không, rồi nó ráng nó đẩy qua bên cái phường A luôn quý vị, nó đẩy qua cái phường A, có nghĩa là mình đẩy công việc qua lại đó, đó coi như là mình thấy rằng là, quý vị biết rằng mấy cái người mà người ta bán hòm đẩy chúng tôi nghe vậy đó, nó ớn như vậy đó, nó thành ra quý vị biết rằng là có những người mà người ta đến đêm khuya mà người ta đến người ta mời mình tụng kinh đó, là mình nhìn vô là mình biết là họ không có tiền rồi. Mình nhìn vô mình biết họ không có tiền rồi, họ nghèo rồi. Chứ mà họ có chút đỉnh tiền là có người ta hướng dẫn hết, nó không có tới mình. Nó không có tới mình, nó có dịch vụ hết, nó có tất cả dịch vụ hết. Phải mà có tiền là có người ta hướng dẫn rồi. Còn mà mình thấy đi đằng xa đi vô tới mình là biết rồi, chắc chắn rồi. Em chỉ đến bên anh lúc buồn thôi. Đã mình biết rồi. Thôi bây giờ cái thời gian nữa hả? Đã hết rồi nha quý vị. Rồi bây giờ với cái phần phước nào mà tôi đã tạo được, chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi vi cùng chúng sanh trong ba giới cũng loài quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Tính đã có thể dùng thời giờ quý báu của mình để vào lớp dẫn con bài học ngày hôm nay. Và bây giờ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Bạch sư, nguyên như xin dân thích lại cho sư ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutanu bhavena sadasothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nu bhavena sadasothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata
sabba sangha nu pha ve na sada so thi và bằng tu tay tất cả phước báo đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú, xà thú, xà thú, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Và bây giờ Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp. Dạ đề hoa ta san ti vi ha ra hoa si ni thu bê kha re bô thi kha re ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha văn tu pu chi ta son thân ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha y sa ra sam ba na pu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căn tham ma hòa răng pa tình chát tê sâm bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mạnh tha ra cha phung ga la sang khô hô tu sa mắc gô an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu ne ya ma tham ma ri yap ma vê đi tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô ý đằng quá tá mê buồn nhằn à xá quá há già quá hằng hồ tu á nà gác tề cà lề do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báu mà chúng con trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và con xin hồi hướng phần phước này đến sư Pháp Lạc, cầu mong cho sư được sanh về nơi nhàn cảnh. Và con cũng hồi hướng phát con cũng thay mặt đời hồi hướng công đức này, phước đức này về cho ba của chú Trúc Giới. Con xin ông được sanh vào nơi nhàn cảnh. Và Nguyên Như xin kính mời chư vị trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ sáu. Chúng ta sẽ được học lại môn vi dự pháp với thầy Kinh Milanda. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.